Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cũng bày tỏ quan điểm, một số quan điểm với các bạn về một việc liên quan đến cái gọi là quyền tự do. Ở đây có một số người ta gọi đây là quyền tự do về thông tin, về ngôn luận. Thì trong suốt cái tuần vừa qua, thì sau cái thời gian mà một số người biểu tình phản đối luật an ninh mạng, cũng như là một số nhà thờ, một số linh mục đã kích động giáo dân, thông tin với giáo dân một cách chưa chính xác về luật an ninh mạng, cũng như là một số quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc truyền tải thông tin trên không gian mạng. Thì rất là nhiều giáo dân, trong đó mình nhận xét rằng là một số rất đông giáo dân, mà nói một số nhưng thực tế là rất đông giáo dân là những người chưa có nhận thức đầy đủ, thiếu trình độ và thiếu tiếp cận thông tin. Ví dụ như trong các cuộc tuần hành biểu tình của các linh mục ở từng miền Trung, ở một số tỉnh, thì mình thấy rằng là, hoặc là trong nhà thờ thì mình thấy rằng đa phần những người tham gia vào các cuộc tuần hành biểu tình này là những giáo dân chưa tới tuổi gọi là đủ chí khôn. Có nghĩa là một số là trẻ em thiếu nhi, chúng ta vẫn gọi đó là giáo dân, nhưng mà đó là những người chưa đủ trí khôn để nhận thức được vấn đề về chính trị, về văn hóa, về xã hội, cũng như là về quản lý nhà nước, quyền và lợi ích của bản thân. Cái thứ hai là cái đối tượng thứ hai mình thấy đó là những người già và ít học. Mình có trao đổi với một số người ở một số địa phương thông qua mạng xã hội. Biết được rằng là người đó có tham gia vào cuộc tuần hành đó, và mình đã hỏi thăm và được biết rằng là họ hoàn toàn không nắm gì về luật an ninh mạng, thậm chí rằng trước đó họ chưa bao giờ được biết đến luật an ninh mạng, chưa bao giờ được nghe nói đến. Với là khi mà linh mục lên nhà thờ dùng tòa giảng để kích động, thì họ đi theo lời kêu gọi của linh mục. Đây là một cái hoạt động vô ý thức, có nghĩa là họ không có ý thức trong cái hành động của họ. Vì vậy cho nên là các cuộc tuần hành vừa qua, nếu gọi đây là những cuộc tuần hành số đông mang yếu tố dân chúng, mang yếu tố quần chúng, hoặc là gọi là nhân dân ấy, thì rõ ràng nó không đủ tiêu chuẩn và điều kiện đó. Cũng như chúng ta thấy được rằng là hầu hết các cuộc biểu tình, cho dù là mang số lượng rất đông, có thể lên đến là 15-20 ngàn người theo như một số trang mạng của các tổ chức phản động nước ngoài tung hô, thì so với con số gần 100 triệu dân thì đây chỉ là một bộ phận rất ít con người tham gia, cũng như là muốn biểu hiện cái quan điểm đó. Vì vậy cho nên là hôm nay mình cũng muốn trao đổi với các bạn thông qua một vài tranh luận ở trên trang cá nhân của mình, cũng như là thông qua một vài cái trạng thái ta tôi chia sẻ về việc phản đối luật an ninh mạng. Thưa các bạn, thì một số người cho rằng là luật an ninh mạng của ta sao chép của Trung Quốc. Đây là quan điểm thứ nhất, và tôi trao đổi vấn đề này. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai đó là cái quan điểm cho rằng là luật an ninh mạng của ta khắt khe hơn luật an ninh mạng của nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp nào đó. Thì đó là hai vấn đề mà tôi muốn trao đổi với các bạn. Thứ nhất, khi mà nói về vấn đề là chúng ta bắt chước Trung Quốc. Thưa các bạn, là chúng ta là con người. Chúng ta khẳng định rằng một điều, chúng ta đang sống ở một cái thế giới phẳng, và tất cả những cái gì lòi lên và hởm xuống chúng ta đều phát hiện được. Chúng ta chọn lựa cho mình những thứ phù hợp với mình. Chúng ta có cái nền văn hóa Á Đông tương đồng với Trung Quốc, chúng ta cũng có cái nề nếp gia phong giống như của người Trung Quốc. Bởi vì chúng ta là người Trung Quốc, là người Á Đông, có cùng nguồn cội, thậm chí rằng là trong suốt cái quá trình dựng nước của chúng ta, trong suốt quá trình giao thoa văn hóa với nhau, thì chúng ta học hỏi của họ rất nhiều cái văn hóa tốt đẹp. Ví dụ như chúng ta đã áp dụng cái văn hóa của Khổng Tử vào việc giáo dục con cái, đó là đạo Khổng. Trong suốt nhiều ngàn năm, chúng ta đã sử dụng văn hóa đó để giáo dục cho con cái của mình, giáo dục cho dân tộc của mình. Đó là kính trên nhường dưới, tôn sư trọng đạo, đó là uống nước nhớ nguồn. Đó là tất cả những cái điều mà chúng ta học được từ phía người Trung Quốc. Chúng ta khẳng định ra cái gì tốt, cái gì hay chúng ta học. Ví dụ như khoa học kỹ thuật, giờ này chúng ta thấy là đất nước nào, Trung Quốc nó đã lên tới mặt trăng rồi.
Mà giờ này chúng ta ngồi đây chúng ta chống Trung Quốc, trong khi nó ở kế bên chúng ta. Đáng lẽ ra chúng ta phải tận dụng tất cả những cơ hội và điều kiện có được của Trung Quốc để chúng ta học hỏi của nó, để chúng ta phát triển từ kinh tế, từ văn hóa xã hội. Chúng ta phải học hỏi những cái gì hay nhất, tinh hoa nhất của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đó là một cái văn hóa đại đồng. Và hiện tại chúng ta cũng đang cố gắng bài xích, chúng ta lược bỏ những cái văn hóa cũ kỹ, những cái văn hóa cực đoan, hủ tục. Rõ ràng bản thân chúng ta vẫn gìn giữ văn hóa góc độ là văn hóa ở trên cái gọi là nghiên cứu văn hóa, chúng ta lưu trữ nó trong thư viện để chúng ta biết được rằng là dân tộc chúng ta đã trải qua cái nền văn hóa đó. Tuy nhiên chúng ta lược bỏ nó bởi vì nó không phù hợp với sự phát triển con người, không phù hợp với phát triển thời đại. Ví dụ như là chế độ phong kiến của ta. Như vậy thì chế độ phong kiến của ta và cả Trung Quốc cũng đều được lược bỏ bởi vì nó không phù hợp với thời đại, không phù hợp với sự phát triển con người và xã hội. Do đó cho nên nó phải bỏ đi. Tuy nhiên tất cả những cái đó đều được nằm ở trong các thư viện để đời sau con cháu ta nó biết được cái lịch sử của cha ông nó, cái sự phát triển của dân tộc mình. Đó là chúng ta gìn giữ cái lịch sử phát triển loài người. Chúng ta cũng nghiên cứu là ngày xưa từ thời ăn long ở lỗ chúng ta như thế nào cơ mà. Chúng ta gìn giữ tất cả những cái đó, nhưng mà nó chỉ mang tính chất là gìn giữ kiến thức, tri thức, văn hóa. Cũng thế, tất cả những nền tảng phát triển về khoa học kỹ thuật của Trung Quốc chúng ta buộc phải học, bởi không học là ngu. Người ta đã phát triển, người ta đã lên tới mặt trăng rồi, người ta đã lên tới vũ trụ rồi, mà chúng ta ngồi đây chúng ta ngồi chống Trung Quốc, bài xích văn hóa Trung Quốc, bài xích khoa học kỹ thuật Trung Quốc, đó là cái sự ngu dốt. Vì vậy cho nên là tôi nói với các bạn, việc chúng ta áp dụng một số điều khoản điều luật của luật an ninh mạng giống với Trung Quốc, đó là vì chúng ta có nền nét văn hóa tương đồng với Trung Quốc. Các bạn thấy đó, ở đất nước chúng ta là một quốc gia tôn sư trọng đạo, chúng ta gọi thầy, bên kia nó gọi là sư phụ, huynh đệ, anh em. Những cái đó là những cái mà các quốc gia khác nó không có. Ví dụ như Mỹ, tất cả đều là you. Nó gọi ông bà cha mẹ cũng là you. Và nó có thể chửi bới ông bà cha mẹ nó bất kể và không có luật pháp nào trừng trị được nó. Cầm cái cây lên đánh con một cái là văn hóa của Mỹ lập tức nó xử lý ngay. Không, bạn cứ cầm cây đánh con nó vô, nó gọi điện cảnh sát tới bắt các bạn đánh đập trẻ em. Nhưng mà ở đất nước Việt Nam ta và Trung Quốc, chỉ cần các bạn hỗn hào với cha mẹ, với ông bà là ngay lập tức chúng ta vi phạm pháp luật và bị xử lý bởi luật pháp. Do đó cho nên là cái nền nét văn hóa của chúng ta với Trung Quốc có nét tương đồng thì áp dụng luật lệ tương đồng là điều đương nhiên. Dĩ nhiên tôi không phân tích sâu hơn là chúng ta áp dụng như thế nào. Tuy nhiên tôi nói với các bạn điều thế này. Là cha mẹ, tôi biết con của mình nó dị ứng với loại thức ăn nào. Và vì vậy nên tôi biết được là tôi sẽ ngăn cản nó không cho nó ăn loại thức ăn đó, dù rằng nó rất muốn, nó rất ham thích. Cũng vậy, chúng ta là những người cha mẹ, chúng ta là những người trong cùng đất nước. Chúng ta thấy được xã hội chúng ta ai cũng cần tự do, ai cũng muốn tự do. Tự do để làm gì? Để chúng ta cảm thấy thoải mái, để chúng ta cảm thấy chúng ta thực hiện đúng cái quyền con người của mình. Tuy nhiên có một điều thế này, các bạn có thể cho con cái mình tự do hút thích ma túy không? Các bạn có thể tự do cho con gái mình tự do chơi game suốt đêm không? Các bạn có thể tự do cho con cái mình nó muốn cặp bồ cặp bạn như thế nào cũng được không? Và nhất là tôi nói là một số bạn có tôn giáo thì lại càng không. Thứ nhất là các bạn thấy, các bạn ngay từ lúc các bạn là người công giáo, các bạn từ nhỏ các bạn định hướng, các bạn được cha mẹ định hướng, kiểu gì lấy vợ cũng phải cố gắng lấy cô nào có đạo, còn nếu nó không có đạo thì phải ép buộc nó theo đạo. Chúng ta là những con người được định hướng giáo dục rằng là phải thề trước Thiên Chúa và giáo hội rằng là phải giáo dục con cái theo tinh thần Kitô. Do đó cho nên là vấn đề là chúng ta biết được cái nào có lợi, cái nào tốt cho con cái mình. Bởi không nghe lời mình, con cái mình nó cãi lời mình thì chắc chắn là cái bụng giống tôi vậy đây, béo phì. Bởi vì cãi ba mẹ đâu có cho ăn nhiều đâu, nhưng mà cố gắng ăn cho nhiều vô. Ba mẹ bảo nghe không được ăn khuya nha. Thế mà tối đi nhậu về rồi cứ ăn khuya, thế cuối cùng ra cái nông nổi này đang bụng dạ bự thế này. Chính vì vậy cho nên là cái quyền tự do của mỗi người là có. Chúng ta cũng áp dụng quyền tự do đó cho tất cả mọi người. Nhưng mà xã hội, đứng trên nền tảng quản lý xã hội thì nhà nước nhìn thấy những tai hại, tác hại
có thể xảy ra đối với nhân dân nếu quyền tự do ấy được áp dụng một cách thái hóa. Thái quá và thái hóa, xin lỗi các bạn, nói là nó lẹo lưỡi. Ông chúng ta không thể áp dụng một cái quyền tự do nào đó khi nó bị tổn hại, là cái quyền đó làm tổn hại đến bản thân con người đó. Anh đâu có quyền tự do tự tử. Các bạn thấy nó bị tai nạn giao thông vô trong khoa cấp cứu, người ta cấp cứu bảo hiểm y tế nhiều khi nó xử lý. Nhưng nếu như bạn vô trong đó mà nó phát hiện ra bạn tự tử là ngay lập tức nó không bao giờ nó sẽ chắc chắn là thu tiền của bạn. Cũng vậy, cơ chế của bảo hiểm nhân thọ cũng thế. Nếu như bạn chết bất cứ kiểu gì nó cũng đền cả. Nhưng mà nếu như mà bạn tự tử thì chắc chắn bảo hiểm nhân thọ nó không đền. Do đó cho nên tự do là tốt, nhưng vấn đề ở chỗ là nó có hợp lý chưa? Nó hợp lý với xã hội của ta chưa? Và cái trình độ của xã hội ta nhận thức về nó như thế nào? Nếu mà ở một cái xã hội mà ở nơi đó có nhiều người, một xã hội ví dụ như là có nhiều người có xu hướng tự tử, thì tôi chắc chắn với các bạn rằng là không có công ty bảo hiểm nhân thọ nào nó dám ở đó, nó dám đầu tư và kinh doanh ở đó. Cũng vậy, ở một quốc gia mà đang có chiến tranh thì không công ty bảo hiểm nhân thọ nào dám tới đó kinh doanh. Do đó cho nên chúng ta phải thấy rằng là nó phải phù hợp với cái trình độ. Ở một cái trình độ nhất định nào đó thì một dịch vụ nào đó nó sẽ xuất hiện. Ví dụ như ở một điều kiện ổn định như đất nước Việt Nam của ta, thì chúng các bạn thấy đó, rất nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ nó đến đây, nó đầu tư, nó ràng trải và yêu rất là, nó muốn mọi người đều tham gia bảo hiểm nhân thọ, bởi nó thấy ở đây an bình, ở đây hòa bình, không có chiến tranh, mọi điều kiện phát triển và đời sống con người ngày càng phát triển, thì nó đến đây nó đầu tư. Nhưng mà các bạn thấy đó, với một người trẻ như tôi mua bảo hiểm nhân thọ có thể là cái mệnh giá là 100 triệu đi, thì tôi đóng chừng 1 năm 10 triệu một mệnh giá thôi. Nhưng nếu cùng cái mức bảo hiểm 100 triệu đó, nhưng đối với một người 50 tuổi mua thì chắc chắn phải mua với giá là 15 triệu một năm. Tùy vào cái điều kiện an toàn của con người đó mà chúng ta cho họ cái dịch vụ nhất định. Cũng vậy, ở cái ý thức của con người ở Việt Nam ta nó còn chưa có đảm bảo. Mở miệng ra là chửi thề, tai nạn giao thông gặp nhau là đầu tiên hai đứa da quẹt nhau là xuống chửi nhau ngay, không cần biết đúng sai, nói nặng lời nhau là bụp nhau luôn. Như thế thì cái văn hóa đó nó như thế nào? Liệu các bạn cho quyền tự do chửi bới nhau, thế cái xã hội nó còn gì? Các bạn thấy đấy, trên mạng xã hội nếu các bạn thấy rằng chúng ta có quyền tự do nói, ai cũng có quyền nói cả. Nhưng mà nếu các bạn không dùng văn hóa để nói mà chỉ dùng những cái trình độ văn hóa chửi, thì các bạn thấy nguyên cái mạng xã hội này toàn là người ta chửi nhau. Mà chửi nhau bằng những lời thô tục thì nó như thế nào? Xã hội ta phát triển ra sao? Con cái và con cháu ta ngày ngày nó cũng sử dụng mạng xã hội. Như thế thì các bạn có muốn con cháu mình, những đứa trẻ nó nghe những cái lời khó nghe đó không? Chính vì vậy cho nên tôi nói về tự do, thì các bạn cũng phải hiểu rằng là tự do nó có cái giới hạn để đảm bảo cái an toàn cho tất cả những con người bên trong đó. Bởi mỗi người cũng đều có quyền tự do, nhưng lại có quyền tự do tổn hại đến người khác thì đó là điều khác. Thứ nhất là tôi nói về vấn đề là tại sao chúng ta có cái nét tương đồng trong vấn đề lập ra cái luật về an ninh mạng tương đồng với Trung Quốc là như thế. Chúng ta có cái cùng cái nét văn hóa với nó, và cái sự phát triển con người của ta cũng tương đồng với nó. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói với các bạn là tại sao một số luật lệ của chúng ta nó hà khắc hơn ở nước Mỹ. Các bạn thấy đấy, nước Mỹ cũng như là một số nước, là những cái nước nó được cấu thành ở trên cái điều kiện đó là trên những cái tập đoàn. Có nghĩa là nó được quản lý bởi những tập đoàn kinh tế lợi ích. Cho nên cái mục đích cuối cùng của nó là mang lại lợi ích cho các nhà tài phiệt đang quản lý xã hội. Còn cái chính quyền và cái xã hội của ta là trên nền tảng do nhân dân và vì lợi ích của nhân dân. Nếu mà vì lợi ích của nhân dân, chúng ta hãy dòm lại xem cái xã hội của ta như thế nào. Hãy dòm xem là chúng ta đã trải qua chiến tranh hơn 100 năm liên tục. Và chúng ta tính từ thời Pháp tới bây giờ là liên tục chiến tranh. Chúng ta chỉ mới hòa bình khoảng hơn 40 năm nay. Tuy nhiên là chúng ta chỉ mới phát triển bắt đầu kể từ năm 79 với Trung Quốc. Thì thực tế tới giờ này chúng ta cũng chỉ mới phát triển hòa bình thực tế cũng chưa được khoảng 30 năm. Như vậy thì thưa các bạn, đất nước ta trải qua chiến tranh đau thương rất nhiều. Những người lãnh đạo cách mạng đã cố gắng giữ gìn đất nước ta, bảo vệ nhân dân ta.
Và vì vậy cho nên là đã trải qua bao đau thương như thế thì ta nhất định không để cho xã hội ta, đất nước ta, dân tộc ta phải đau thương thêm một lần nào nữa. Vì vậy nên là cái mục đích quản lý xã hội của chính quyền nhân dân của ta, đó chính là làm sao để nhân dân được hạnh phúc. Đó là làm sao để nhân dân không bị bất kỳ một cái tác hại nào từ bất kể một cái tác động xã hội nào. Các bạn luôn biết rằng là trong cái quá trình hội nhập mở cửa thì cái tốt nó vào, cái xấu nó cũng vào. Chúng ta hội nhập, chúng ta hòa nhập với xã hội, với thế giới để chúng ta học hỏi cái hay, cái tốt của họ. Nhưng chúng ta nhất định là không được hòa tan với họ. Chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan. Các bạn thấy đó, cái nền tự do ở nước Mỹ nó được đặt trên nền tảng rằng ai muốn làm gì làm, mọi tới giờ tới ngày mày đóng thuế cho tao là được. Nó trên cơ sở đó nên nó được quyền tự do. Tuy nhiên để quản lý được cái nền tự do đó thì nó trao quyền hành nhiều hơn cho chính quyền, cho cảnh sát. Đó là bắn bỏ đứa nào chống đối. Còn ở ta các bạn thấy đấy, hãy nhìn cảnh sát của ta, hãy nhìn công an của ta. Đúng cái các bạn bảo là công an nhân dân làm sao mà và tụi bay phục vụ dân, mà tụi bay đánh dân, bay chửi dân à? Chính quyền nhân dân mà đụng cái ăn hiếp dân à? Thu hồi đất đai đúng luật thì các bạn vẫn bảo rằng đó là cướp đất của dân. Cho nên là chúng ta thấy được rằng là ở nước ngoài khi mà nó cho bạn quyền tự do thì nó cũng đi kèm theo đó là chế tài một cách nặng nề. Đó là thằng nào mà chống đối là bắn bỏ. Tuy nhiên ở Việt Nam ta, tất cả mọi cái đụng tới nhân dân là đụng tới tập thể. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy lâu lâu chúng ta nghe cứ hay chính quyền, ai trong chính quyền bất kể có người nào mà có cái sự sai trái nào thì chắc chắn các bạn rằng là cái tập thể chính quyền đó nó bị kỷ luật cả, chứ không phải là chỉ một hai người. Do đó cho nên chúng ta thấy được rằng là cái sự tương đồng văn hóa của ta với Trung Quốc về tự do, cũng như cái sự khác biệt giữa cái sự tự do giữa ta và các nước phương Tây, đó chính là cái cơ sở và căn bản để chúng ta thấy được rằng luật an ninh mạng ra đời là để bảo vệ xã hội và bảo vệ từng con người của chúng ta. Các bạn không thể nào giống như ở Mỹ, cứ mỗi gia đình đều có thể làm báo. Các bạn thấy không? Bên đó nó thích là làm báo. Có khi là các bạn ra ngoài đường có hàng trăm hàng ngàn tờ báo của mỗi một cái sắc dân. Ví dụ như là tiếng Việt nó có hàng trăm tờ báo tiếng Việt. Trong một cái vùng nhỏ thôi có hàng trăm tờ báo tiếng Việt, hàng trăm tờ báo tiếng Tàu, hàng trăm tờ báo tiếng lá cải gì đó, nó có tất cả. Và nó để đầy ngoài đường đó, anh lấy chủ yếu là đăng quảng cáo. Và như vậy các bạn thấy đấy, nếu mà nhiều tờ báo như thế mà muốn đăng gì thì đăng, hỗn loạn thông tin. Các bạn thấy ở Việt Nam ta vì việc tung ảnh xét, tung ảnh cá nhân của một nữ sinh lên trên mạng mà bị nữ sinh đó xấu hổ và tự tử chết. Nhưng nếu như ở nước Mỹ các bạn có tung ảnh xét của nó lên cũng chả sao cả. Nhưng mà ở Việt Nam các bạn thử tung ảnh xét của một người lên xem, lập tức người đó xấu hổ, tự ti, mặc cảm, xấu hổ và tự tử chết. Đó là cái hậu quả khác biệt giữa hai cái xã hội khác nhau, hai nền tảng văn hóa khác nhau. Do đó cho nên là tự do và an ninh nó phải đi đôi với nhau. Các bạn phải đảm bảo an toàn cho người khác khi bạn thực hiện quyền tự do của mình. Không phải cứ mở miệng ra muốn nói là nói, tiếng nói của ta làm tổn hại đến người khác, đó chính là chúng ta đã làm mất đi quyền tự do của người khác. Không lẽ chúng ta cứ nói ai cũng tự do, chỉ có chửi nhau thôi, đúng không các bạn? Vì điều đó cho nên là tôi muốn trao đổi, có thể cũng chưa đầy đủ, nhưng mà cái nếu các bạn có thể đóng góp cũng như là trao đổi với tôi thông qua việc góp ý một cách chân thành, lịch sự, tôi sẽ cố gắng trong những cái live stream tiếp theo, chúng tôi và các bạn sẽ cố gắng mổ xẻ thêm vấn đề để chúng ta hiểu được vấn đề một cách đúng đắn nhất, tốt nhất. Mạng xã hội an toàn chính là con cái chúng ta an toàn. Nếu ai cũng có quyền đăng ảnh cá nhân của ta, ảnh gia đình của ta lên mạng thì chắc chắn một điều rằng tai nạn sẽ đến với gia đình ta. Bởi vì có thể có những cái kẻ đang dòm ngó tới gia đình mình. Có thể người ta đăng hình ảnh mình lên bôi nhọ uy tín và danh dự mình, được không? Nếu được thì các bạn không cần được an ninh mạng đâu. Nếu các bạn chấp nhận điều đó thì có lẽ là loạn xã hội đấy. Xã hội này sẽ loạn. Mấy điều trao đổi với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào cái chủ đề khác. Xin cảm ơn. Rất hy vọng được các bạn góp ý.